Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, do ít chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía Tây nên cường độ nắng không quá gay gắt, nhưng nền nhiệt độ thì vẫn có xu hướng tăng nhẹ. Ngày đêm dao động ở mức là 23 đến 35 độ, cục bộ có nơi xuất hiện nắng nóng. Sau đó từ ngày 24 thì nắng nóng sẽ dịu dần trên toàn khu vực Bắc Bộ. Trong khi đó từ nay đến ngày 23 thì nắng nóng tại các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì về cường độ do vẫn còn chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía tây phát triển và mở rộng, mức nhiệt cao nhất vào lúc trưa chiều sẽ đạt ở mức là 35 đến 38 độ, có nơi là trên 40 độ. Nền nhiệt độ cao nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư cũng như là khả năng xảy ra cháy rừng. Vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác. Ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến khu vực Thừa Thiên Huế. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23, từ ngày 24 thì nắng nóng sẽ dịu dần. Vẫn như những nhận định trước đó, tại các tỉnh vùng núi phía tây của khu vực này sẽ là nơi có những điểm nhiệt độ lên tới mức là 39 đến 41 độ. Các khu vực còn lại thì nhiệt độ phổ biến ở mức là 36 đến 39 độ. Người dân cần hết sức đề phòng tình trạng khô nóng có thể gây tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng hay nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể khiến quá tải điện gây cháy nổ hỏa hoạn. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên trong 3 ngày tới cũng có nắng nóng với mức nhiệt trưa chiều giao động ở mức là 33 đến 36 độ. Trong khi đó các tỉnh thành còn lại từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận Bình Thuận thì mức nhiệt dễ chịu hơn, trưa chiều chỉ ở mức là 32 đến 35 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới, do chịu ảnh hưởng của khối khí nóng trên cao nên nắng sẽ xuất hiện từ sớm trên khu vực này, cường độ nắng cũng có xu hướng tăng nên nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức là 32 đến 35 độ một số nơi như là Con Tôm, Gia Lai, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 35 độ. Cùng với đó, độ ẩm trưa chiều sẽ giảm nhanh. Với kiểu thời tiết khô và nóng như vậy thì bà con cần chú ý là cung cấp đầy đủ nước và khoáng chất khi tham gia hoạt động ngoài trời. Còn tại khu vực Nam Bộ, thời tiết trong 3 ngày tới ít có sự biến động, vẫn là tình trạng có nắng từ sớm với nhiệt độ ở khoảng là 24 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Riêng khu vực ven biển của miền Tây Nam Bộ thì trong ngày 21 đến ngày 22 có khả năng sẽ xuất hiện mưa rào và rông cục bộ vào lúc cuối ngày do có sự hoạt động của gió Tây Nam ở tầng thấp thổi vào.